Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure. Thì hôm nay tụi mình lại tiếp tục đi cắm trại. Và cái địa điểm này á, là mình mới khám phá, mới thử cắm trại lần đầu tiên. Thì thấy á, rất là đẹp. Và cái dòng sông trước mặt thì để mình quay cho mọi người này. Đây, trước mặt mình là cái dòng sông, nó rất là rộng luôn. Câu cá là thoải mái luôn á. Và cái chỗ này á, là bắt được crayfish nữa. Thì đợt này mình đi cắm trại sau cái chuyến mà camping with YNK Adventure. Thì bây giờ mình mới đi lại được, mới có thời gian để đi lại được. Bây giờ mình sẽ set up đồ đạc để cắm trại. Chuyến đi này là tụi mình sẽ đi 3 ngày, là thứ 6, thứ 7 và sáng chủ nhật sẽ đi về. Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YNK Adventure. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Nhìn được để nổi. Đó này hơi mềm. Không biết sao. Chỗ này là cái chỗ mà đợt trước mình dẫn mọi người đi cắm trại á, cùng với qua cái adventure mà lần đầu tiên á. Đó, thì đi tới đây thì nước nó bị ngập, nhưng mà đợt này nước nó rút rồi. Nhưng mà nó vẫn có một chút xíu ở đây. Thì không biết bây giờ xe mình có đi qua thử được không? Để bây giờ mình thử xem. Hơi sợ. Tại xe chở nắng á, cho nên là clearance nó không có nhiều. Rồi, để bây giờ mình thử từ xe. Mong là ok. Ngon lành, ngon lành. Mình quay sơ cho mọi người xem cái quang cảnh mà buổi tối tụi mình set up như thế nào. Thì hiện tại là chỉ có một cái lều của mình thôi. Đó, còn hai đứa em mình thì đang trên đường tới. Thì bây giờ mình quay sơ cho mọi người xem trước nha. Đây, buổi
tối thì mình để đèn sáng như vậy, đi lại rất là thoải mái. Từ lúc mà mình để mấy cái đèn này là sáng như thế này này, là mình đỡ mang đèn đối đầu ở trên người luôn. Đó thì nó rất là đỡ luôn á. Đấy, đó là lều mình. Rồi sau này là cái nhà tắm và cái toilet của mình. Đó. Đây, đây là cơ của mình nha. Hợp lý chưa? Đấy, thì đợt này tụi mình đi là cùng quay lại một cái khu như thế này. Đó. Rất là thoải mái luôn, nhiều chỗ. Tụi mình sẽ đập chỗ này là cùng cuối đường này. Đó, cho nên sẽ không có ai vô đây nữa. Tụi mình mới đốt lửa, cho nên cái lò lửa bây giờ nó ấm á, có nhiều than. Xong để lấy xúc xích ra, nướng để ăn chơi. À, mà xúc xích này là xúc xích Nhật, được mua ở Costco. Thì bây giờ nướng than này ăn thử xem nó có ngon không nha. Đây, xúc xích vợ mình mới nướng xong, ở trên cái lò lửa. À, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Rồi, xin mời mọi người nha. Giòn. Ngon. Cái này á, bữa trước tụi mình có chiên ở nhà ăn thử rồi. Nhưng mà khác là nướng than. Nướng than này nó có cái vị khác, mà nó thơm, nó giòn, hay lắm. Cái này chỉ cần chấm thêm tương ớt nữa là báo đỉnh luôn. Xin mời mọi người nha. Đây, mọi người tới là sẽ đập xong xuôi rồi. Là tụi mình là nguyên một cái khu này luôn. Đó. Cầm trại từ thứ sáu tới sáng chủ nhật đi về. Quá hợp lý luôn. Rồi bây giờ set up xong xuôi, chuẩn bị nấu lẩu để chuẩn bị ăn. Đợt này đi thì có chó của mình, với thêm mà hai em cô ghi này nữa, mang chó đi cắm trại, có đeo cái vòng đeo cổ này này. Buổi tối đi á là không sợ nó đi lạc. Thì hai con có hai cái cổ, cái vòng cổ đẹp chưa. Đây bữa tối của tụi mình này, nồi lẩu này. Bò này, nấm giá nhá. Đó, thịt bò nhúng lẩu này. Rồi mấy cái đồ nhúng lẩu này. Trời ơi, mời em buộc. Hôm nay mày đưa em buộc chiều anh quá. Tặng cho cái bình. Gáp rồi, tặng lên là món tiền đâu mà đem cũng chưa. Thôi bởi vậy. Nãy nãy mà tính hết. Cho mấy thử đi. Đúng kiểu có nước cốt dừa. Xem nhỏ nó ngon như thế nào coi. Ờ hả bé. Wow bé. Ừ, nó kêu ngon lắm. Ngon. Nó kêu ngon, bảo mày mua đi mang Lâm đâu. Trời ơi, 4 lon bằng nửa thùng bia. Ừ, má 4 lon bằng nửa thùng bia. Cái gì vậy? Trời, chị đã gì rồi. Mấy đồng ạ? Buồn lâu 21 đồng. Đinh vậy. Đêm qua sau khi nhậu nhẹt ăn lẩu xong thì trời mưa, cho nên là mấy đứa mình ngồi giờ chưa vô lều. Sáng nay dậy làm ly cà phê tỉnh táo xong rồi chuẩn bị đi cắt củi. Hôm qua trời mưa nhưng mà hôm nay thời tiết thấy nó cũng đẹp đẹp. Mong là hôm nay không mưa nữa. Hello. Hôm qua mình thử thả cân chưa câu được cái gì. Để hôm nay thử câu tiếp thử xem. Lúc này mới dậy quay cảnh buổi sáng cho mọi người xem. Bây giờ tưởng nắng nhưng mà bây giờ tự nhiên trời mưa lại rồi. Mong là cái này là mưa mong mấy, chứ không phải mưa cả ngày là chán luôn á.
Mình đang chuẩn bị món bò kho thần thánh. Bây giờ đang hâm bò kho với cái lò lửa cho nó nhanh. Thì cái này hâm trên cái bếp ga lâu ấp. Bò kho đã hâm xong. Nhìn bà chạy bà chết. Đó. Chất lượng nha mọi người. Đỉnh cao. Nhìn là thấy hấp dẫn ha. Đây là bò kho cô Vi hả? Một tô bao nhiêu tiền đây cô Vi ơi? 35 đồng ơi. Còn cửa họ đang ngồi chờ bên cái nồi bò kho. Bánh mì nóng hổi mới ra lo nha mọi người. Nồi bò kho thần thánh của cô Vi đã sẵn sàng. Đó. Bên này có bánh mì. Wow. Bà đạo hoa trà. Thơm nhức nách. Cái nách dơ nó nhức quá bé. Nhức nách là do Vi với bé á. VB Journey. Đây mình sẽ để cái link VB Journey ở cái góc này. Mọi người nhớ subscribe ủng hộ cho channel của em mình nha. Có một ngày sẽ biết được công thức nấu bò kho này. Mọi người subscribe để xem thêm ẩm thực của VB Journey nha. Đây hai nhân vật chính. Đó. Đây là Ben. Đây là Vi. Vi ơi. Tới miếng ăn tới miếng nó còn rớt nữa. Ăn quá rồi. Vi ơi. Được không? Giòn nha. Giòn á. Nhìn cái miếng chè ăn ngon miếng ghê. Ơ chà. Vừa cái miếng á. Lờ nóng quá. Đây tô bò kho đã sẵn sàng. Nhìn chất lượng cho mọi người. Tam Phát xin mời mọi người nha. Bò nó mềm. Ngon. Làm thử miếng bánh mì. Quá ngon luôn, cảm ơn Vi nha. Làm nguồn biên ạ. Bà chạy vào chép. Xin mời mọi người. Vô. 1 2 3 vô 2 3 vô 2 3 vô. Long string. À. Đào quá. Thì hôm nay á mình sẽ đi cắt củi. Đó, mà đặc biệt hôm nay á là không phải một mình cắt mà mình có nhờ thêm hai người em nữa tới cắt phú mình. Thì đây là Chiến từ Chili Lifestyle YouTube. Còn bên này là Benny từ VB Journey. Đó, mọi người nhớ ủng hộ hai cái kênh YouTube của hai đứa em mình nhá. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Thì hôm nay á mình sẽ xài cái cưa pin của DeWatt. Và bên này á là Chiến xài cái cưa gì em? Cưa pin của Makita. Và bên này Ben? Cưa pin của DeWatt. Ok, rồi bây giờ sẽ thử xem mấy cái cưa này nó performance nó như thế nào nhá. Cái cưa bên này á là 16 inch nhé. Yeah. Cưa bên này cũng vậy 16 inch, còn cái này là 20. Thì cưa này á là xài hai cục pin là 18V. Còn cưa này của mình thì xài một cục 54V và cưa bên này cũng một cục 54V luôn. Rồi bây giờ sẽ thử sức với cái cưa của Chiến trước nhá. Ok. Ready? 1 2 3. Nice. Now, Benny turn. Ready? 1, 2, 3.
27. I'm 40. Đây là thành quả của tụi mình mới đi cưa gỗ về với ba cái cưa này. Đó là tối nay là báo ấm luôn. Tối nay đổ thay lò lửa hả? Dư xăng. Dạ bên. Ok. Đã không? Mà lần này đi cắt củi là có cái xe pick up chở củi lên. Chứ không thôi cái đống này mà anh em mình kéo bằng cái trolley đợt trước là thôi quéo gió à. Ở trong rừng mà người thấy cái cảnh mà buổi xế chiều nó đẹp không? Đó, buổi chiều chiều là bắt đầu đốt lửa lại. Khói nó bay lên nghe là bao đẹp. Đi cắm trại là chỉ cần những cái cảnh như thế này thôi là quá đẹp rồi. Thư giãn được cái đầu óc mọi người. Đây chiều nay có món ăn xế chiều này. Bánh bột lọc. Nhìn quá ngon luôn. À, mà bên này em trai mình có next level ăn bánh bột lọc có người bóc luôn này. Đây đỉnh chưa? Đó. Trời ơi sao chứ? Dài có hàng cơm. Khảo nó đỡ tới nha. Ok. Đây, thực đơn cuối cùng của tụi mình trong cái buổi camping 3 ngày 3 đêm hả? Có tô trắng không? Có cơm này.
nấu trên lò lửa này, có thịt bò này. Wagyu hả? Đại ấy. Trời ơi. Bên này có thịt heo à? Sườn heo. Rồi cánh gà. Wa cha. Bữa tối nói chung tụi mình đi ăn à. Nói chung tụi mình đi cắm trại á, chỉ có ăn uống như thế này thôi. Cho nó vui. Yeah, you and Nathan. One each. Rồi, bây giờ xin mời mọi người nhá. Chuyến đi cắm trại này đúng là quá vui luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn sáng để dọn dẹp pack đồ để chuẩn bị đi về. Kết thúc chuyến camping 3 ngày 3 đêm. Quá đỉnh. Xe cô đã sẵn sàng chuẩn bị lên đường. Ba chiếc CRV và một chiếc Nissan Navara. Chuyến đi chơi này là quá vui luôn. Chuyến đi này thì mình chỉ đi gói gọn trong gia đình thôi, cho nên là mình sẽ không tổ chức đi lớn, không rủ được nhiều người. Mong mọi người thông cảm nhá. Củi hôm qua tụi mình cắt thì còn mấy khúc lớn này. Đó, người sau tới thì sẽ có một ít để mà start lửa. Thì khu vực mình cắm trại đấy thì nhiều gỗ lắm, cho nên là không sợ bị thiếu. Sáng nay sau khi thức dậy tụi mình ăn sáng và uống cà phê xong thì đã dọn dẹp xong cái chỗ cắm trại và mang rác về hết. Đó, bây giờ là sạch sẽ rồi, chỉ có là đi về thôi. Thì mọi người nếu mà đi cắm trại thì cố gắng mang theo bịch rác để mà dọn dẹp sau cái chỗ cắm trại của mình nhá. Chứ đừng để rác lại là ảnh hưởng tới môi trường và mất công người khác thấy, người ta sẽ complain. Đó, rồi còn hôm qua mà tụi mình đốt lửa là đi về là tụi mình đã có dập lửa rồi. Không còn nóng nữa. Còn nếu mà người xem trong video mà có để ý lúc mà mình bay drone thì ở phía cuối góc kia đó là có hai người Tây cũng khá trẻ, nói chung tầm độ tuổi trung niên, nhưng mà người ta cắm trại, người ta đốt củi về cơ củi nhiều lắm, tưởng là người ta sẽ đàng hoàng có kinh nghiệm. Nhưng mà bạn mình sáng nay là có đi qua đó đi dạo để xem thử xem thế nào, thì có thấy là lửa của người ta là vẫn chưa dập, nghĩa là giơ tay là còn nóng á, thì như vậy là không tốt, tại vì lỡ gió mà nó thổi á đi vô mấy cái cây là sẽ gây ra cháy rừng ở Úc thì rất là nguy hiểm. Cũng một cái thứ để mình xem xét là giống như kiểu xung quanh cái chỗ mình camp mà có ai rơi trước mình á, thì nếu có thời gian thì nên qua kiểm tra, như vậy thì sẽ giảm bớt một cái rủi ro là khi bị cháy rừng. Đó, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like, share, comment và ủng hộ cho tụi mình với nhá. Tụi mình là YNK Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo.